Phật xin mời đại chúng an tọa. Hôm nay chúng ta học ha, vô để chơi chứ học cái gì. Cả tuần mệt mỏi quá đúng không? Ngoài nào là tiền tài danh lợi nó lòng quá. Mà dành bữa chiều chủ nhật của 2-4-6 mà vô xả bớt cho nó bớt. Không thật sự, không phải là cái việc học cái lớp này mà theo khen, chứ thật sự cái bị chọn đúng đó. Chọn có con đường đi trước đó. Thật sự cái bị ở ngoài là ra hình như sẽ nghĩ là phiền não gì đó. Mà gần như cái bị vô nghe những bài kinh của Đức Phật á. Ở đây có ai mà nghe Phật bài kinh Đức Phật sanh sanh bực bội chưa? Không có đúng không? Mà nghe cái lời Đức Phật nói có mình quan hỷ đúng không? Nó có lạ đúng không? Rõ ràng là đi chúng đó. Chừng nào muốn hiểu muốn bực. Hả? Phải không hiểu nè. Cái gì còn nhiều thứ không hiểu nữa. Anh thường mà sẽ nói những cái ý mà gọi là giúp cho cái vị gọi là nó gọi là cái từ gì mà gọi là kích não cái vị đó. Những cái này cái vị không thể tin đó. Cái vị còn nhiều thứ không không, không tin nổi nữa. Trong kinh điển Đức Phật còn nhiều thứ nữa. Mức độ mà nghiên cứu của chư tăng ở này mà còn nhiều thứ còn rối. Đúng hồi những cái vị mà không có điều kiện, cái vị do công ăn việc làm của không có nghiên cứu nhiều quá, nên có cái vị học những cái lối lè tè với con hàng. Và bây giờ biểu nói cái đó là phải nói chi nữa, nên phải nói những cái giáo lý mà đó là kích não quý vị đó. Đừng có thắc mắc, từ từ đi chữ quá. Nghe đi rồi về thiền định tư duy, bao giờ mà thiền định không ra cho đi chữ. Chứ còn nhiều thứ lắm. Tôi nói hồi xưa mà tôi nghiên cứu Pháp Hoa nó gần như sẽ bỏ Hoa luôn. Chống Pháp Hoa kịch liệt luôn. Mà cái tạc con cái là cái gì mà càng chấm nó càng nghiên cứu, càng thích nghe. Sau đó mới thông được kinh Pháp Hoa. Cái bộ kinh Pháp Hoa rất là sâu. Nghe quý vị nhớ là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Có nghĩa là nếu mà sắc theo cái lịch kinh mà cái độ sao cao đó, Pháp Hoa Niết Bàn là cái kinh cuối cuộc đời Đức Phật nói. Nó không có đơn giản, không có cái câu chuyện như đơn giản vậy đâu. Có chuyện cái vị học những cái kinh Đại Bát Niết Bàn là một, kinh Pháp Hoa là hai, cái vị thấy nó không sao đâu. Chứ còn những cái câu chuyện mà giống ông trưởng giả, câu chuyện chơi cái vui hà, cái đó nó không phải cái ý kinh. Nó rất là sâu. Thì cái dịp đây sẽ cái trình bày cái gì à, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp ha. Cuộc thi học có kiểu này chắc mình gọi là cháy vô án. Mà tại vì nó hay quá. Nó hay quá không thể chạy nhanh được. Mà mục đích mình tới là mình học giáo lý để mình tu tập mà ha. Chứ đâu phải mà lấy số trang ha là số sách đâu. Thì sẽ tìm những cái bài mà nó hay sẽ nó có giá trị đối với Phật tử á. Có những cái bài mà trình bày cho những người xuất gia không á, thì cái đó sẽ không trình bày nhiều ở đây. Mà những cái bài kinh mà nó đề cập tới phiền não hay là chi nọ đó, thì những cái bài kinh đó nó liên quan tới cái người tu xuất gia và người tại gia, thì lúc đó nó trình bày ở những cái lớp này ha. Thì chỉ bị nhớ ha, cái con người chúng ta nó có hai phần. Một là thể xác, hai là tinh thần. Mà gần như chúng ta chăm sóc thể xác nhiều hơn, ít có chăm sóc tinh thần. Mà cái tinh thần nó quan trọng hơn thể xác. Giờ được 50-50 rồi này. Được chưa? Để con thử nha, con lên được 50 chưa nha. Ở thầy quý vị con đây nè, thường đó mà ăn cái gì đó, cái cơ thể của mình hai phần ha, thể xác tinh thần, có nghĩa là gần như mình ăn nhiều thứ lắm. Nó hai con đường, một là đoàn thực là thức ăn
ăn nó đi vào bằng miệng thì cái này nó liên quan tới thị giác. Thì gần như chúng ta chăm sóc nó kỹ đúng không, ăn cái nào ngon, cái nào không có phúc đạo, cái này khi nào chăm sóc rất là kỹ, ok. Nhưng mà cái việc quên đi, cái tinh thần nó quan trọng hơn. Khi mà tinh thần nó mạnh rồi á thì cái thể xác nó mới khỏe. Mà gần như hàng ngày chúng ta ít để ý cho cái tinh thần chúng ta ăn những cái gì, đa số chúng ta thấy là ngọt không à. Xúc thực là tiếp xúc, rồi kiến thực ăn bằng cái con mắt thấy, rồi có nghĩa là thiền diệt thực là tư duy thiền định được an lạc. Thì cái vị coi là đi, hàng ngày cái vị cho ăn nhiều và ít, ăn đập không đấy nha, nhìn đau là phiền não đó à, cho ăn đập đấy. Cái vị coi là đi, bây giờ cái vị đọc một cuốn sách, một câu chuyện, nghe một cuốn sách, một câu chuyện, cái tâm bạn có bị vui không? Vui. Có nghĩa là cái việc cho nuôi dưỡng tinh thần cái bằng cái thức ăn tốt, dinh dưỡng. Còn mà cái việc để nghe, thấy hay là bất cứ một cái gì mà làm cho cái tâm trí chúng ta bực bội bất an là chúng ta cho ăn độc rồi đấy. Thấy chưa? Hàng ngày chỉ chăm sóc thể xác không, không để ý tinh thần miếng nào hết, để nó ăn toàn đập không thôi chứ phiền não không đấy. Chúng ta nghe né được không, tránh được không? Được. Có những cái thấy mà chúng ta không cần thấy. Tại sao có những cái thấy mà chúng ta nhìn hình ảnh Đức Phật, có ai sanh nhìn hình ảnh Đức Phật sanh bực bội không? Không. Nhìn hình ảnh Đức Phật hay là hình ảnh gì đó lúc đệ em bé là tự nhiên cái mình cái nó sanh cái lạ, đúng không? Tại làm sao chúng ta không ăn cái này, chúng ta không cho cái tinh thần chúng ta ăn. Ở đây ai được viết trên Facebook này, cái này ăn dữ lắm đó. Nhưng không có nghệ thuật thôi hà, nghệ thuật đừng ăn. Cái nào mà thấy phiền não mà nó không vui, lướt cho nó qua, cho nó qua, nó tụng nó qua. Còn cái nào mà mình nghe, mình thấy mà nó vui á, giống như em bé mà nó đang nói chuyện chơi hay là những con cừu cũng thấy rồi đó, cái này mình thấy mình vui đúng không? Cái này nên để nhìn thấy, nó sanh tâm mà nó lạc đúng không? Vạn vật trên đời này phải biết cái nào nên ăn, cái nào nên ăn. Đó, rõ ràng là cái việc có cái niết bàn, cái an lạc không đấy. Chứ mà cái việc không cẩn thận, cái việc làm mất vậy thôi nè. Rất là hạnh phúc, rất là vui mà tự nhiên được coi trên mạng hai bà chữ lộn nhau, sau đó cứ còn nghe hoài vậy đó. Nhưng mà tất nghe nó lạ chứ. Có những cái mà sư nói là hồi xưa đó, sư có cái chuyện mà thế giới nó đây thích. Thích là sao? Mình cái tâm của mình, mà nói là cái vạn vật trên đời nó có sự cân bằng của nó. Cái con lớn nó ăn con nhỏ, rồi con này ăn con kia, nó làm cho cái xã hội nó cân bằng. Nếu mà nó không có những cái loại nó ăn với nhau đó, thì cái vũ trụ này nó sẽ không tồn tại nữa đâu. Cái đó là cái suy nghĩ đúng, đúng kinh điển, đúng cái chu trình của vũ trụ. Nhưng mà sau này mình tu cái tâm mà nó lớn á, mình thấy mấy cái con ngựa hay là mấy cái con thỏ, con gì mà nó bị cái con kia nó ăn á, trời ơi, coi xem nó mệt hết chịu nổi luôn. Thì cái này mình không nên coi. Đó, quý vị thấy mình rõ ràng mình lựa chọn được. Mình ăn những cái nào về cái mặt, có nghĩa là cái tâm thức mình ăn làm sao mà sau khi mình coi cái đó nó an lạc nên ăn. Chứ đừng có đợi, mà đừng có cầu nguyện nữa. Sư nói bao giờ quý vị vô cái lớp này đó mà quý vị hết cầu nguyện mới đứng đạo Phật. Sinh giờ nghĩa đó không ai chịu nổi. Bao giờ quý vị học mà đến cái đạo Phật mà hết cầu nguyện đó, thì mới trúng Đức Phật. Kích não quý vị đấy. Gần như là chúng ta tu sĩ hay là cầu nguyện hết, nhưng mà
mà cái đó không phải, nó chỉ bị rồi. Cái đó là ở chùa sư mới trả được, vô cái lớp này có bỏ cái đó đi. Nghe khó chịu nha, nhưng phải kích não thôi hà. Cái đó là bổn phận ông trụ trì, cái ông viên giám viện này này, ông lập ra cái trường để đích để làm cái chuyện đó. Chứ lập ra mà nói những cái tư tưởng để cầu nguyện trong chùa kia nó đủ rồi. Nhưng mà nghĩ coi, nên nhiều hồi mà nói cái vị đó, cái vị học đạo phải biết tứ tất đà, thế giới tất đà, vị nhân tất đà, đấu trị tất đà, để nghĩa tất đà. Cái nào Phật âm nó trúng 100%, còn cái nào nó xạo quý vị đấy. Giống như đấu trị tất đà là nó xạo đấy. Giống như vậy nè, giống như bây giờ ông nói Việt Nam của mình lấy cái ngày năm mới đúng không, ai cũng chúc những lời hay đúng không, đúng không, chúc nhau là năm mới nhiều sức khỏe rồi thành đạt đủ thứ hết, hay hết. Nhưng mà được không? Nhưng mà Đức Phật nếu mà ông sanh ở Việt Nam đầu năm ông có dùng câu đó, ông không chúc à? Tại vì ông gọi là thế giới tất đàn, mọi người như vậy, ông cũng nói như vậy. Cái này ông chưa có lòng kinh điển gì vô chưa? Gọi là cái thế gian số đông nó vậy, mà chưa phải mục đích Đức Phật đưa kinh điển mà dạy người ta. Thì Đức Phật cũng đồng tư tưởng, đồng suy nghĩ, nó là thế giới tất đàn. Này ông nói cũng chắc nha, thì thôi mình phân tích rõ ràng mà, chúc cho nhiều rồi, rồi đầu năm cuối năm có tốt lành gì đâu. Thấy chưa, học đạo mà bao giờ quý vị thấy đầu năm là ta chúc câu mà giả đẹp mà quý vị vẫn vui luôn luôn. Mà gần như chúng ta năm mới là chúng ta phải cầu những câu chúc hay không? Thua rồi. Học đạo bỏ suy nghĩ đi. Cái chuyện mà tốt hay là xấu do cái quy luật nhân quả của mình rồi, khỏi chút. Tinh đến mức độ vô cái lớp này phải học cái quy luật nhân quả từng việc đó. Đó là thế giới tất đà, vị nhân tất đà, rồi đối trị tất đà, có nghĩa là tùy cái đối tượng đó mà các người nói kinh điển đưa cái đề tài tương xứng để mà quá độ của người đó. Nhưng cái đối tượng đó, cái đề tài đó đối người khác không hợp. Giống như vua Lương Võ Đế với lại tổ gì đó, lục tổ nè, hỏi làm xây nhiều chùa nhiều á chứ công đức nhiều hết đó, ông nói không có công đức gì hết. Tổ muốn đấu trị tất đàn có nghĩa là độ của ông này, mà tổ nhìn chưa hết cái nhận thức của ông này, cái chủng tử của ông này không phải là đại bác, không phải là bậc nhã, mà ông vẫn còn chấp nê cái chuyện ông là có công đức. Tổ phải mất khách mười mấy năm trời có nghĩa là đối diện một tường để hành đại, đó là đối trị tất đàn. Để nhất nghĩa tất đàn có nghĩa là nói chân lý 100%, là nói giống như giờ đầu năm chút không có gì mà khác giả, đó mới là đối trị, có nghĩa là để nhất nghĩa tất đàn, đó là kinh 100%. Mà khó chịu đúng không? Tự hồi giờ cái bị cái suy nghĩ cái bị theo cái thế gian á, nhưng không có được, cái đó làm cái bị ồn lì đấy, không tự nỗ lực tự mình mà nhờ giả một cái gì đó, cái đó không phải cái giáo lý Đức Phật. Mọi giáo lý của Đức Phật, chính thống Đức Phật là tự mình. Nên cái đạo Phật nó đề cao con người mình giữ mức. Thành công hay thất bại là do con người của mình, không có nhờ bất cứ một cái vị mà nó thành thánh mà. Kích não nha, lo lắng kích não cho gì, suy nghĩ cho vui vậy đó. Bao giờ mà suy nghĩ không ra, tới đây chửi lộn vui. Biết mà, tới này hay nói này. Thì hôm nay quý vị sẽ học cái này nè. Bữa hôm mình học hai ý rồi. Như nãy sẽ nói đó, cái cơ thể chúng ta nó có hai phần, thể xác và tinh thần.
mà chúng ta cho ăn cái gì đoàn thực á, chúng ta chăm sóc về thị giác rất là tốt, thì chúng ta cũng cẩn thận khi chúng ta cho nó ăn về mặt tinh thần. Mà cái tinh thần là quan trọng nhất trong cái con người chúng ta. Cái tinh thần mà nó khỏe, nó thoải mái rồi đó, cái việc giải quyết cái vấn đề nó rất là trong sáng. Mà cái tinh thần mà nó không quan hỷ, nó không ai là giải quyết công việc chỉ có thất bại. Thử coi nào. Cái câu chuyện rất đơn giản trong gia đình thôi, mà cái việc bực bội rồi cái việc giải quyết là nó rối ren thêm, nó không có đưa đến kết quả tốt lành gì cả. Mà một con người mà cái tư tưởng mà nó thoáng, nó khỏe, nó trong sáng rồi đó, giải quyết là nó làm cả gia đình nó có thể là biến địa ngục trở thành địa ngục. Nó không phải là pin, không phải là pin cái điểm cái lớp này, mà cái việc chọn đến những cái lớp này là đúng con đường cho chính bản thân cái việc, mà chính cái công an việc làm quý vị. À, ngoài cái việc làm ăn tốt là phải từ cái một cái tư tưởng, một cái tinh thần trong sáng mạnh khỏe là làm ăn thành công chắc chắn luôn. Còn một con người mà cái tư tưởng một không lành mạnh, một cái tư tưởng mà nó không có được thoáng làm ăn nó ù ù vậy, cái đó rõ ràng cái việc thấy mà. Cái việc để ý ha, là chúng ta có hai phần thể xác tinh thần, nên ăn cái gì như nãy trình bày rồi đó, tinh thần nó có nhiều thứ, ăn bằng con mắt, ăn bằng cái lỗ mũi, ăn bằng cái gì đó cẩn thận, chứ không ăn toàn là tốt không đấy. Tại sao chúng ta không ăn những cái dinh dưỡng, nghe kinh, nghe pháp, ăn xong, nghe xong là lạc ngay lập tức, nó làm cho tinh thần chúng ta mạnh mạnh khỏe, không bệnh hoạn. Còn nghe chữ bới xong là bệnh không à, nha, rõ ràng đó. Lướt viết, ai lướt viết cẩn thận cái đó. Cái nào mà coi, nhìn thấy mà quan hỷ cứ còn không sao hết, nghe xong nó an lạc cứ còn, còn nghe xong mà ấy mà nó mệt thêm là tao nghĩ tự mình làm khổ mình, mà tự mình tạo không có phước báo mà. À ha, hiện nay chúng ta sẽ còn hai phần nữa, chúng ta sẽ đọc luôn trình bày thêm ha. Cái ý thứ ba mà ông vua ông hỏi ông Aladdin á là vua hỏi những gì là sáu việc khiến cho người ta không vui. À, rõ ràng những cái rất là đơn giản ở đời chúng ta học Bát Nhã không, mà những cái này chúng ta bị phật. Có sáu thứ mà khiến người ta không vui á, là một là mắt thấy những hình sắc xấu xí khiến cho người ta không vui, hai là tai nghe những âm thanh khó chịu khiến cho người ta không vui, ba là mũi hưởng những mùi hôi thối khiến cho người ta không vui, bốn là lưỡi nếm những vị cay đắng khiến cho người ta không vui, năm là thân xúc chạm những vật khô nhóm khiến người ta không vui, sáu là trong ý ôm ấp những sự quá trách khiến cho người ta không vui. Như vậy là sáu việc khiến người ta không vui. Thì sáu cái việc này đó, quý vị thấy rõ ràng là chúng ta gần như hàng ngày chúng ta gặp phải. Mà cái này đó là cái ý trong sáu cái lý do này đó, nó giống như nó đại diện cho người không có tu. Thứ nhất đó, là mắt thấy sắc, mắt thấy những hình sắc xấu xí rồi khiến người ta không buồn. Rõ ràng thôi mà, ở đời có sao mà nhìn ta thấy vậy là ta không vui đúng không? Còn người tu có khác không? Người tu phải có khác à? Phải có cái nhìn, cái thấy khác. Thì ở đây quý vị làm mà học cái di thức lục căn, nó tiếp xúc với lục trần mà nó không có phiền não gì hết, nó không có khổ đau gì hết á, thì nó chưa có sự tham gia của cái gì? Của gì? Ý thức. Nó gọi là hiện lượng.
cái gì thế này. Ví dụ như bây giờ ví dụ gặp mắt của Hương đó đi vô cái lớp này nhìn thấy bao nhiêu vị trong lớp này, nhưng mà bản thân Hương không thấy cái cô với bạn áo đỏ, áo xanh, áo vàng, áo tím gì cả. Thấy không? Vô là thấy ngay chứ. Rõ ràng là căn mắt sư tiếp xúc với trần, trần là những vị đó đó, nhưng mà chưa có cái ý, chưa có ý tham gia thì nó không có phân biệt là màu này màu kia màu nọ, thì trong di tích gọi là hiện lượng ha, nó chưa có tham gia của ý. Bao giờ ví dụ như đây này, sẽ đi vô đây thì xong sẽ thấy cái cô là bạn áo xanh, áo vàng, áo tím, áo đỏ. Sẽ nói ở áo đỏ thì sáu, áo xanh thì đẹp, rồi này kia nào đẹp, thì đó có nghĩa là sẽ có sự tham gia của ý. À, căn nhìn thấy cộng với trần là cái vị, rồi cộng thêm cái ý, nó đánh giá người này, người kia, người nọ, đó gọi là gì? Tỷ lượng. Còn một cái trong di thức gọi là phi lượng nữa là gì? Có nghĩa là cái cô đó, người đó, bạn nào đó mà ở xa quá, sư nhìn không rõ, người ta tặng đầu đỏ, màu đỏ mà sư nói màu trắng, người ta tặng màu xanh mà sư nói màu vàng, thì gọi là phi lượng, nó không trúng với thực tế luôn. Thì quý vị nhớ ha, chúng ta cẩn thận ở chỗ này. Khi mà hiện lượng á, giữa căn này này, con mắt á, lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nó tiếp xúc lục trần là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà nó chưa có sự mà tham gia của ý, có nghĩa là câu hữu của ý thức đó, thì không có chuyện gì xảy ra. Thì ở đây quý vị nào mà đọc ở trong trong đại bát niết bàn á, nó có một cái ý mà trong đại bát niết bàn diễn tả liên tục á là gì nhi gì đó hạnh, cái từ nhi hà nhi, cái từ có nghĩa là diễn tả các phật tánh của mình á, cái lục căn á, tiếp xúc lục trần á, mà nó chưa có sự tham gia của ý thức á, nó giống như là một em bé hài nhi vậy đó. Một em bé hài nhi mà 1-2 tuổi á, cái vị đưa cái miếng giấy màu vàng vô, vàng thiệt đi nữa nó cũng không biết màu vàng, nó cũng không biết đó là vàng để làm cái gì, rồi đưa một cái tờ đô la vô đó, nó cũng biết, nó cầm nó chơi rồi nó cờ cờ nó dùng. Rồi cái vị đưa bất cứ một cái gì đó trong nó không có cái tâm mà phiền não trong đó. Hay là cái vị hát gì dầu giáo gì đó, bốn mùa gì đó, rồi con ngủ đi, nó không biết bốn mùa là cái gì, nó không biết ủ ơ là cái gì cả, nhưng mà nó nghe im tai nghe nó ngủ. Có nghĩa là nó có lục căn không? Nó nghe không? Có chứ. Lục căn nó có nghe mẹ nó hát không? Hả? Nhưng mà nó không có tham gia của cái ý thức. Thì cái đó trong đại bát niết bàn đức Phật dễ hiện, có nghĩa là cái phật tánh của chúng ta. Nè, trong đại bát niết bàn quý vị sẽ học một cái chương, có nghĩa là từ hài nhi á, là từ 1-2 tuổi á, nó không có cho cái sự tham gia của ý thức. Quý vị ý ha. Còn ở đây này, cái ý này đó là cái ngừ này đó, là một khi mà mắt thấy những hình sắc xấu xí rồi khiến cho người ta không vui, có nghĩa là ông này để cho ý tham gia vô rồi, ông không có quản lý ý của ông. Căn thấy rằng ý đánh giá, tham gia vô đánh giá xấu đẹp, sanh ra phiền não, thấy chưa? Rồi một ý nữa, sáng nay thì sẽ học ở dưới, nó có một cái từ nữa, nó có, trong Phật học nó có những cái từ mà quý vị có hiểu, làm sao là quý vị học những bộ kinh lớn được, giống như từ vô ký á, nó có khác với cái từ cái từ trong đại bát mà anh nhi hạnh, là cái từ mà chỉ hài nhi á, anh nhi hạnh nha, cái vì sao này học trong đại bát các bạn sẽ gặp cái từ đó. Thì cái từ đó Phật diễn tả là cái phật tánh,
cái chân tâm của chúng ta nó không có sự tham gia của ý thức một cách trong sáng, nó vẫn lục căn tiếp xúc lục trần nhưng mà không có câu hữu với ý thức. Cái vị trí ha, thì ở cái điểm này đó, trong sáu cái này đó là thể hiện cho cái người không có tu để căn dính với trần tham gia của thức nữa, của ý nữa, nó sanh ra chuyện. À, thì đây này, cái gì thế này, hai là tai nghe những âm thanh khó chịu khiến cho người ta không vui. Âm thanh là nghe, nếu mà không có ý thức nó đâu nghe khó chịu, đúng không? Quý vị nghe cái câu, nhớ cái câu chuyện mà ngài A Nan với Đức Phật trình bày chưa? Quýnh tiếng chuông á thì ổng không nghe, mà khi không gõ chuông á thì ổng không có nghe. Phật nói cái âm bị giống như bị loạn rồi. Cái tánh nghe của A Nan á là nó nghe thường trực, nó nghe những cái lúc mà không có tiếng chuông nó mới nghe được chứ, nó biết Đức Phật không muốn chuông chứ. Thì cái tánh nghe của Đức Phật, cái tánh nghe của con người chúng ta cũng y chang như vậy. Nó nghe thường trực, nhân lúc không có tiếng chuông nó cũng có, và khi có tiếng chuông nó cũng có. À, theo quý vị thêm, cái đạo Phật nó phân tích mức độ đó. Nếu mà chúng ta bình thường ngoài chúng ta đâu có hiểu, chúng ta cứ nghĩ rằng là bao giờ mà gõ tiếng chuông hay là chúng ta nghe nhạc thì chúng ta mới nghĩ là cái nghe chúng ta nó có mặt, nhưng mà không phải, cái nghe là nó sẽ khó tưởng tượng. Thì quý vị ý ha, hai là nghe những âm thanh khó chịu là khiến cho người ta không vui. Nếu mà cái nghe này, cái căn tiếp xúc với trần không á, mà nó không có ý thức á, thì nó đâu có đánh giá được khó chịu hay là ưa hay thích. Rõ ràng là cái người này, cái điểm này trong sáu ý này đó là chứng tỏ cái người này không có tu tập hướng dẫn luật căn của mình. Cái điểm ha, đó là sáu cái điểm mà chúng ta cần để ý mà hướng dẫn người không có tu hành á. Rồi bây giờ ông hỏi có sáu cái điểm, cái phần tiếp theo á, những gì là sáu việc khiến cho người ta không buồn cũng không vui. Cái việc ha, chúng ta đọc rồi chúng ta phân tích này. Một là mắt thấy hình sắc, lòng không buồn cũng không vui. Hai là tai nghe âm thanh, lòng không buồn cũng không vui. Ba là mũi hửi mùi hương thơm, lòng không buồn cũng không vui. Bốn là lưỡi nếm mùi vị, lòng không buồn cũng không vui. Năm là thân có xúc chạm, lòng không buồn cũng không vui. Sáu là ý suy nghĩ, lòng không buồn cũng không vui. Như vậy là sáu việc khiến cho người ta không buồn cũng không vui. Bây giờ chúng ta lấy một ý trong sáu cái thôi. Thứ nhất là mắt thấy sắc, lòng không buồn cũng không vui. Vậy chúng ta đặt câu hỏi, nếu mà mắt thấy sắc có nghĩa là lục căn tiếp xúc với lục trần, có nghĩa là sắc nhãn thức này này tiếp xúc với sắc trần mà nó không sanh ra buồn vui á, nó có hai trường hợp, đúng không? Một á là gọi là hiện lượng. Hiện lượng nó có nghĩa là không tham gia của ý thức. Và cái thứ hai nữa đó là nó là cái gì? Anh-nhi-hạnh. Cái này chúng ta, cái ý này đó, nó liên quan đến người có tu tập nha. Nó có tu tập nè. Cái từ mà trong di thức quý vị thấy đó, cái có một cái thức mà gọi là vô cú, vô phú, vô ký. Đó là cái thức thứ mấy? A là gia. Vô phú vô ký có nghĩa là cái thức đó không có phiền não gì cả, thì cái đó gọi là cái Phật tánh của chúng ta. Thì bây giờ quý vị thế này, khi mà mắt mà tiếp xúc với trần cái sắc bên ngoài á, mà chúng ta sanh ra cái ý này này, mắt thấy sắc rồi lòng không buồn cũng không vui,
Đồng không buồn vui nó có hai trường hợp. Một đó là vô ký, cái từ vô ký, hoặc cái từ vô ký nó khác với cái anh như hạnh. Hai là nó khác học tánh đúng không? Khác nha. Cái này để ý nha. Trong duy thức nó có cái từ vô ký, có nghĩa là cái không buồn cũng không vui. Vô ký ở đây có nghĩa là cái lúc đó chúng ta không có bị cái phiền não buồn nó thở lên, và cái lúc đó nó vắng đi cái phiền não vui, đó gọi là vô ký. Còn anh di hạnh hay là Phật tánh nó khác nhau chỗ nào? Anh di hạnh và Phật tánh có nghĩa là hai cái này nó không khởi là do các vị đoạn trừ, không còn cơ hội khởi lên. Còn cái vô ký hồi nãy đó, nếu mà có cơ hội nó sẽ khởi lên nha. Học cái này để ý, chứ không mai mốt mà ta nói vô ký nó giống Phật tánh hay là vô ký nó giống anh di hạnh là sai nha. Cái từ vô ký này đó là cái từ có nghĩa là nó có được cái không buồn không vui là cái nhân duyên nó chưa xảy đến mà thôi. Còn cái Phật tánh á, hay là cái anh di hạnh á, là do những chúng ta tu tập, chúng ta loại trừ tất cả cái đó. Bây giờ có muốn có cơ hội để nó khởi lên không con? Giống như bây giờ một hai ly nước, bây giờ hai ly nước đục, mà bây giờ hai cái ly này đó, cái vị để nó lắm xuống rồi, cái dơ đó, cái vị chắc lấy cái ly nó sạch ra rồi. Còn một ly cái vị để nó đục nằm dưới, thì rõ ràng cái vị nhìn cái độ trong ở trên là gần như là giống nhau đúng không? Nhưng mà có cơ hội cái vị quấy lên á, thì cái ly nước mà cái vị chưa chết ra đó, nó còn có đục ở dưới, nó sẽ nổi lên. Thì đó gọi là vô ký. Còn cái ly mà cái vị chắc cái nước sạch ra rồi, bỏ cái nước chưa đi đó, cái vị có quậy như thế nào đi nữa, cái nước sạch này, cái nước đục này nó cũng không thể nổi lên. Nhớ ha, phân tích cho kỹ để mai mốt mà nói vô ký cũng là Phật tánh là sai đó nha. Hay là vô ký cũng như anh như hạnh trong kinh điển đại thừa là sai đấy. Khi đi học có những cái từ ngữ Phật học nó rất là hay. Đó, thì cái ý trong cái đoạn này đó, lục căn này nó tiếp xúc với lục căn này đó, là do cái người này để lục căn thứ nhất là mắt thấy sắc, rồi lòng không buồn cũng không vui. Nó hai trường hợp, một là anh vô ký, có nghĩa là cơ hội nó chưa đó, nó chưa xảy ra. Còn thứ hai nữa là mình có thể nghĩ cái thứ hai nữa là anh như hạnh, có nghĩa là cái người này đoạn trừ rồi, khi mà có phiền não xảy ra nó cũng xảy ra được. Được chưa? Cái ý này mục đích là chúng ta học hai cái ý, vô ký là một, anh như hạnh là hai, Phật tánh là ba. Đó ha, đó là cái cách cũng như chúng ta tu tập đó nha. Hàng ngày chúng ta có dính thôi nha. Lục căn dính lục trần là bình thường. Mà quý vị thấy không, bản thân mình học đạo thì hồi quý vị học cứ mường tượng không hà. Cứ cho Đức Phật của chúng ta là trên trời là một, của thần thông đồ là bay giải không hà. Mà ổng là cái người đi xin ăn, ổng là cái người đi khất thực, còn tệ hơn chúng ta nữa. Ổng tiếp xúc như mọi người mà sao là không thấy cái phiền não là chi phối không được cả. Ổng cũng nhìn, cũng thấy, cũng nghe mọi người cũng chửi. Chúng ta nói thiệt á, nếu mà không thành Phật á, ở cái cương vị Đức Phật nghe, ví dụ là chưa thành Phật nha, ổng phiền não gì của mình. Chứ thấy chứ vì thấy cỡ như Đề Bà Đạt Đa không, chú Quát không, quậy ổng cỡ đó. Nhưng mà trong cái tư tưởng Đức Phật, ổng không nghĩ là ông là chú Quát của tôi. Và Đức Phật cũng đoạn trừ tất cả những cái thứ phiền não rồi, nó không có làm cho Đức Phật phiền não rồi. Chứ Đức Phật có nghe không? Gì dám mà thay đổi cái chế độ, dám mà thay đổi cái người mà lãnh đạo mà. Chúng ta chịu nổi không? Khi mà phân tích mà sẽ nói là hình như 12
12 cái điểm mà Đức Phật gọi là cái nạn á, chúng ta không hiểu ý gì hết. Mà Đức Phật vượt qua là tại vì ổng tu ổng có dính mắt gì hết á, nên nó tái của ổng nó cũng tốt vậy thôi. Còn chúng ta nó dính tùm lum hết á, nó tái là phiền não, tái là phiền não. Giống như giờ sẽ nghĩ với vậy này, giống như sẽ có cái chùa á, bây giờ sẽ nghĩ cái chùa đó của sư, bây giờ ai cũng tới là có chuyện à, đúng không? Hãy đứng ra tranh giành phải ăn thua chứ. Còn cái đó là bây giờ sư không phải quốc sư, cái hậu ý, sư tới nó ở, sinh ở thời gian có duyên còn ở hết duyên đi thôi, không quan niệm trong đầu của mình. Giờ ai tới giành mình cứ bảo vệ chung cho cái chung, được không được phải tùy duyên. Còn phiền não không? Mà có cách hết nha. Do nói chung là do chúng ta dính mắc quá nhiều, nên chúng ta nó bị hệ lụy ở phía sau. Chứ không, Đức Phật là nhiều thứ lắm á. Mà Đức Phật là tại vì ổng gọi là vô chiêu thắng tiệt chiêu. Ai mà học kinh hiệp rồi á, vô chiêu thắng tiệt chiêu, cái đà là ổng không dính cái gì hết á, ổng có cái chiêu nữa đó. Rồi người ta đủ chiêu đủ trò chạy vòng vòng, cứ tưởng ổng là cũng thích cái danh vọng, thích địa vị, thích đủ thứ, rồi danh của ổng. Nhưng mà bản thân ổng không ham, không thích cái thứ đó. Mà trong đời bác thấy bạn Đức Phật nói gì? Là cái thứ mà Đức Phật nghe nó dơ dáng, nhưng mà phải cái việc ngồi tư duy nó trút. Mà nhất ở đời tu sĩ của ngày đêm là ổng nói cái thứ mà kích mũi á, ổng hỉ ra. Mà bây giờ chúng ta lấy ăn lại, nghe nó dơ dáng đúng không? Nhưng rất kinh điển. Rõ ràng là Đức Phật chúng ta là cái người hỉ mũi rồi. Hỉ là cái gì? Tài sắc chân thực thì thái tử đủ không? Cái đó thái tử không thiếu cái gì cả. Làm chủ một đất nước mà. Ông hỉ ra có nghĩa là ông dục đi, ông cần đấy. Bây giờ bản thân ngày xưa, riêng bản thân ngày xưa cái nhục, cái xấu khổ á, từ người gia đình nghèo khổ không đánh nổi mà giàu có, giờ vô được cái chùa ở, được cái chiếc xe đi, được cái này kia nọ hơn hồi xưa hơn nhiều. Hồi xưa đâu có chiếc xe đi đâu, ở quê làm thì có cái điện thoại, bây giờ giàu hơn đúng không? Nhục chữ lắm đấy, mà không có nói cái bị nghe thôi chứ mắc cỡ luôn. Rõ ràng lấy mũi ăn vào đấy. Chúng ta phải biết, đừng có bảo vệ cái sai lầm của mình. Những cái lời Đức Phật dạy là mục đích để cho chúng ta được cái an lạc. Nếu cái nào chúng ta làm không được, phải chấp nhận cái sai lầm của chúng ta, đừng có bào chữa cái chuyện sai của chúng ta. Chúng ta mới thấy những cái ý kinh điển mà tôi nói là rất là tuyệt vời. Mà rõ ràng khi mình thấy rõ ràng trong cái cuộc sống rõ ràng. Ở đây khi mình coi là đi, nhiều hồi xuống ngầu suy nghĩ không biết chúng ta có mặt trên cuộc đời này để làm cái gì nữa. Cái việc cực suốt một đời đó để làm gì? Ăn, mặc, ở, ngủ, nghỉ, xong. Còn làm gì hơn nữa không? Vậy đó mà chúng ta cực suốt một đời luôn. Không, cái này phải ngồi tư duy. Chúng ta là may cái là chúng ta là người học đạo, không có làm những hành động ác để mà dành để có những cái đó nha. Còn có những người mà cái vì cái quyền lợi, những cái để mà ăn mặc ở ngủ thở đó mà tạo ra những cái ác nghiệp, cái đó nó nhiều lắm. Cái bề ngoài những cái đó có làm được cái gì hơn nữa không? Ăn thì ăn sao cũng được. Nhưng mà khi mà thấy không, cái con người của chúng ta nó lạ. Ăn có tiền, đồ ngon, đủ thứ á, mà nó tới chỗ đây thì nó cảm thấy ngon ha. Nó xuống dưới này xong mà nó tuột ra thì hết ngon à. Cái món mà chúng ta nó lẫn ngon nhất thì nó ở từ chỗ này đi lên thôi. Ai mà có khi nào mà nó xuống tới đây mà nó tuột ra mà chúng ta ăn lại mà chúng ta nó ngon thì nó mới ngon. Vậy đó mà chúng ta chết sống bởi nó đi. Vô minh đến mức độ đó, các vị thấy không?
chỉ có miếng ăn thôi đó. Trong mặt quý vị thấy rõ ràng mặt cũng vậy nha. Quý vị rõ, quý vị coi thử quý vị có bao nhiêu bộ rồi, có vừa lòng có mấy cái bộ mình không? Cái vừa lòng cũng qua thời gian thôi à. Rồi sau năm rồi cũng đi dục đó. Nếu mà nó đẹp nó tốt đó, là nó phải suốt đời là phải nó phúc chứ, thấy chưa? Chúng ta mặc bộ đồ đẹp, chúng ta nói ừ bữa nay bằng bộ đồ đẹp quá, chúng ta cảm giác nó thích, người ta khen bộ đồ không có khen mình. Bạn mặc bộ đồ đẹp quá, chăm bảo bạn đẹp quá, nó sai lầm đến mức độ đó. Vậy đâu mà chúng ta cứ khổ đau ở cái mặt học này. Nói thì nó hơi khá không nha, nhưng mà nói à, lớp này là cái lớp mà để nói mà, tại vì thằng nghe được cái thằng nghe còn nghe bỏ đi chữ cũng sao hết, nhưng mà cái vị nghe được là cái vị có ăn đạt đấy. Chứ nó đi vô cái chỗ mà buôn bán đồ là sư bỏ rồi, vô cái chỗ buôn bán đồ mặc hay là cái đồ mà bỏ đi nữa nó cũng khác nhau. Vô cái chỗ buôn bán đồ mặc thì cái đồ người nữa nhiều hơn, đúng không? Vô cái chỗ mà quất quy của là cái đồ bỏ người nữa cũng nhiều hơn. Thì thấy nó khổ đến mức độ đó, đó. Chứ còn bây giờ quý vị thấy rõ ràng, nếu một cái người có tu á, bằng cái bộ đồ nào mà mình thấy cảm giác nó thoải mái, đúng không? Nó tạo cái cảm giác thoải mái cơ thể thì cái tâm mình an lạc, nó khác nhau hẳn nè. Ở ngoài đó nó bằng những cái bộ đồ mà sư nói là giống như là hoặc hình hay gì, nó khó chịu, sự cảm giác nó rất là khó chịu. Mà ta bằng bộ đồ ta tưởng mong là nó bất an, nó mất hạnh phúc trong quá trình mặc bộ đồ chứ. Vậy đó mà đời mà không ai tỉnh được cái đó, cũng đi thích kiếm cái bộ đồ cho người khác nhìn cho đẹp thôi, còn mình không hạnh phúc miếng nào cũng cả thiết. Cái người học đạo phải có cái nhìn khác hơn chứ. Mặc bộ đồ miếng sao tôi thấy thoải mái rồi kìa, đừng cá khôi đừng chua được rồi. Nên tại sao mà ông Phật ông bài ra mắt mấy chuyện tăng á, chuyện ni có ba bộ đồ là lý do đó đấy. Không có mất cái thời gian mà chặt đồ, rồi không có mất cái tiền mà đi mua quần áo, rồi không có mất cái thời gian mà nhét mai đồ nhiều. Đức Phật nói là rất là đơn giản nha, những cái việc làm rất là đơn giản của Đức Phật mà rất là khoa học, mà rất được an lạc. Tăng ni ba bộ thôi vừa đủ, gần như không có mất thời gian bởi bản đồ và giặt đồ. Mà bây giờ bản thân nhà sư có đầy hết, cũng mất thời gian bỏ vô đó rồi giặt. May là bây giờ đã được cái nó có máy giặt, đã mất thời gian, rồi mất cái thời gian mua xà bông tiền bạc, rồi mất thời gian xong rồi đem ship lại. Nó sai một ly mà đi một dặm rõ ràng cái gì. Nó nói những cái việc làm rất là đơn giản của Đức Phật mà rõ ràng nó đưa mình tới an lạc hạnh phúc đó chứ. Mà mình coi thường không? Thử coi bữa nào gì, coi đi. Tắt đi đâu, khẩu khăn mặc đồ đẹp gì hết. Có bộ đồ là ngon lành, ấm áp mặc vô đi tới đó là bảo đảm là lạc à. Cái việc muốn trên cuộc đời là ai cũng muốn mình được hạnh phúc mà. Cứ an lạc đúng không? Vậy đó mà làm người không à, cứ đi làm những bộ đồ cho tốt người khác nhìn không, mình không hạnh phúc miếng nào kệ mình. Mà sư thưa quý vị đó, cái người tu phải có bản lĩnh, phải có lập trường thôi à. Chứ còn tu mà không có lập trường, không bản lĩnh là quý vị chỉ có chạy theo thôi, cũng là nô lệ, cũng là để cho người khác được hạnh phúc nhìn thôi à.
ống gì hơn được hết. Mà bản thân giới thiệu cũng được cái gì hết. Học đạo vậy thì đâu có bằng những người ngoài đời đâu. Thầy đốn não ha. Đang mạnh bồ đồ đẹp mà tự nhiên đừng có bằng. Nghe nhột lắm ha. Mà cái việc nó tập lên cái việc đó là không liên quan tới sinh. Cái việc cảm nhận biết mà, cái việc cũng cảm nhận được vấn đề đó mà. Thấy cảm nhận phép bà cụ này thấy suốt chưa? Mấy chục năm về trước bà khổ như lắm. Bà muốn đi đâu đó là gần như là 3-4 tiếng đồng hồ phải sư cô mà trên mạng á, sư cô mỗi lần mà mấy cô mà muốn đi đâu á, trời ở là một rổ vậy nè. Rồi xong rồi quẹt chỗ này chỗ kia chỗ nọ, thật mất 2-3 tiếng đồng hồ. Đó là quẹt không đấy. Rồi xong đồ rồi lấy đồ này ra đẹp xong đồ kia ra đẹp không. Trời, mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều hạnh phúc, bỏ quá nhiều phung phí. Bây giờ mấy cụ gì đâu cần cái đó nữa. Bằng bộ đồ sạch sạch ra đi thấy khỏe không? Chỉ cần trước cho 15 phút biết được rồi. Không mất thời gian, không cần mà xe xua nữa. Cái đạo Phật nó thiết thực, nó ngay thực tế, nó hạnh phúc ngay đấy chứ. Nhưng mà cái tuổi trẻ gần như nó không thích cái đạo Phật. Tại vì nó sống giả dối, nó không chấp nhận cái sự thật. Nó cứ cho là cái đẹp, cái này kia nọ là nó hạnh phúc. Nhưng mà mấy vị lớn tuổi rồi, đã từng sống ở đời rồi, bây giờ cái vị sống có thực tế với vị, cái vị mà thấy rõ ràng là hạnh phúc hay không là do chính chúng ta. Cái vị thấy rõ ràng, đừng thấy có nghĩa là thắc mắc tại sao tuổi trẻ không tới gặp Phật. Đó là một trong những lý do đó. Là nó nhìn không có thực, nó không có chấp nhận sự thật. Cái cuộc đời này vô thường khổ mà nó không có chịu. Đó là nó sức khỏe tốt, cuộc đời là có vô thường, có chết chóc gì hết. Nhưng mà cái tuổi quý vị đã từng lên voi xuống chó, đã thành bại rồi hết rồi, là gần như nghe Phật nói nào là gần như tin tưởng tuyệt đối. Tranh giành hết bom một, gọi là một đàn ngừ rồi đấy, gần một đàn ngừ, kiểm soát lại coi còn được cái gì. Còn được ngôi nhà, tạm gọi là ngôi nhà, chiếc xe rách. Đầu cái chiếc xe của cái nhà đó một ngày nào nữa rồi người ta cũng lấy luôn. Cực quá nhiều. Gần như ngồi tư duy thiền định xong rồi chúng ta gần như sinh ra cuộc đời, nếu mà chúng ta không được học đạo á, mà chúng ta không hưởng được cái hạnh phúc ngay cái cuộc đời này đó, gần như nó vô nghĩa. Nó được một cái là chúng ta cũng sống như mọi người, nhưng mà chúng ta áp dụng cái lời Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày đó, chúng ta có được cái an lạc trong hàng ngày đó. Chúng ta thấy ấm áp, thấy cuộc sống là càng sống. Chứ gần như cái việc to ở ngoài xã hội gần như giống nhau. Ai cũng phục lòng có câu mà chết không mang gì theo hết mà. Mà trên thực tế thẩm ngược lại, đi dành nhau không à. Cái đó là do chúng ta ít tư duy thiền định quá. Ít ngồi của mình ngồi suy nghĩ đấy. Hàng ngày cứ ngồi suy nghĩ cái đó à. Bản thân là suy cũng vậy thôi. Thì hồi anh em nói cái này đi làm cái này kiếm tiền, cái kia kiếm tiền, cái danh vọng nó vô chỗ này được cái danh vọng kia. Chứ nó cái tuổi này một chân trên bàn thờ, một chân dưới bàn thờ được muốn cái gì nữa. Mà cái người tu cần cái chuyện đó làm cái gì? Cái này thì nó phải tư duy thiền định hàng ngày thôi. Vậy chi? Không phải quán như vậy rồi cái gì đi quán đâu. Không phải đâu. Mà quán được như vậy cái gì mới có hạnh phúc. Suy nghĩ kỹ lại đi. Cái gì khổ đau là toàn những cái dục vọng ham muốn ngoại muốn không? Những cái mà không có khả năng mà cái gì ham muốn.
mà nó không đền đáp là cái bị khổ đau. Bây giờ cứ đi hiện định những cái gì có khả năng trong tầm tay cái vị, sống đúng với nó, có lạc không, có hạnh phúc không, có tư duy thiền định, có nghĩa là giúp chúng ta trở về sống của thực tại của chúng ta. Mọi thứ nhất hạnh ta nói như chùa vô cái trường học chỉ mục đích để sống sướng sống khỏe vậy thôi, chứ làm gì nữa đâu, không hơn cái gì nữa nha. Cái này là chung là cái vị sư nói là cái vị đủ hết rồi đó. Mà sư nói cái vị tu á, cái học đạo mà cái vị không có thiền định tư duy á, không có kết quả được bao nhiêu. Sư nói thiệt, cái nhận thức kinh điển cái vị yếu lắm. Bản thân ngày xưa mười mấy năm về trước, gần như 20 mấy năm về trước là gần như cái vị như bây giờ học là toàn là Phật học dân số không. Sáng đi học có thông rồi chiều phải cầm đi học Phật học. Học 8-9 năm trời liên tục như vậy. Mà có những lúc mà nó không có thời gian mà một tay lập xe đạp, một tay cầm cuốn sách này về đọc để tới trường đã bài nữa. Không có thời gian. Đó là cái chuyện học bên ngoài, còn ở trong cái người tu, cái mà nó quan trọng, nó nặng nhất đó, là học những cái giới luật để mà họ giới. Cái đó mới là nặng, cực nặng. Thì những cái lúc đó không có thời gian để tư duy thiền định. Nên gần như học chúng như con két vậy đó, thuộc lòng nhiều lắm. Nhưng mà cái sau mà để nghiên cứu kinh điển, thấm bồ là được Phật cần rất ít. Nhưng mà khi học xong chương trình đó thì mới ngồi, mới qua những cái bài kinh ngồi tư duy thiền định không, mình mới thấm bồ những cái lời được Phật. Thứ nhất là nó cầm có cái tuổi lớn đó. Thứ hai nữa mình phải có tư duy thiền định. Nó mới sao được kinh điển cái mình mới hưởng được. Nè, mà cái cách tư duy thiền định của Như là đã thưa quý vị rồi, không cần thiết phải ngồi kiết già, ngồi vị trí bất cứ trạng thái nào, ngồi dẫm, ngồi ghế, ngồi thả chân, ngồi bất cứ trạng thái nào, mà làm sao trong cái thời gian đó cái đầu cái bị tập trung vào cái đối tượng là cái kinh điển, cái lời Đức Phật nói đó, suy nghĩ làm sao cho cái bài kinh đó, ý kinh đó nó sáng và nó sâu hơn là thiền định. Còn không là cái việc học đạo mà không khéo là cái việc nghe ở đây, bản thân ngày xưa cũng rất là lo âu cái chuyện mà cái hướng dẫn thiền định. Có những vị hướng dẫn mà sức hồn là không có đứa bỏ, nghe cái chuyện mà thiền định mà sức hồn là quăng ngay lập tức. Trong cái đàn giáo lý Đức Phật không có cái đó. Khoa học bây giờ cũng chứng minh mà cái vị chết mà cái vị sức ra là không có nhặt là được. Sức hồn là chẳng qua là hầu là tưởng thôi, tưởng cái hầu mình nó sức ra không có sức đi đâu được. Mà các người tu để mục đích là cái gì? Giải thoát giác ngộ, có nghĩa là giải quyết vấn đề khổ đau và phiền não, chứ không phải giải quyết cái chuyện sức hồn. Bây giờ có sức đi đâu không quan trọng với tôi, quan trọng là đứng trước cái mà phiền não anh có bớt khổ đau hay không. Thậm chí mà những người bói toán mà chính xác 100% đối xử cũng giá trị. Mà quan trọng là cái người đó nói đúng 100% á, mà cái người đó còn khổ đau hay không. Đến đạo Phật là người để giải thoát chết một bất cứ khổ đau, không phải học cái người mà nó đúng trăm phần trăm kia. Cái người nó đúng trăm kia vẫn còn khổ đau, đối với đạo Phật không có giá trị gì cả. Học đạo phải có những cái nhận thức mà mãnh liệt như vậy chứ. Cái bị nghe cái gì siêu không nè, cái bị sợ không nè, không phải. Cái bị thấy bây giờ có nhiều người mà ta có thể đi cung trăng hay là đi đầy đủ thứ mà xuống trần gian là còn ngủ dục lạc, nó hành xác không? Ồ, tiền tài danh lợi nó hành suốt ngày, không giá trị. À.
này nha, cái góp ý ha, có hai phần quý vị để ý, là thể xác và tinh thần. Nguyên cái bài là rất có giá trị trong cuộc sống nha, chứ không phải chúng ta học bữa hưởng này chúng ta học bát nhã không, bữa nay chúng ta học thinh văn cái rồi nó không có liên quan gì nhau. Rõ ràng là hàng ngày chúng ta bị lục căn tiếp xúc lục trần làm khổ đau không đó chứ. Nhưng mà cái người có tu á, lục căn tiếp xúc lục trần khi mà ý thức nó tham gia vào phải chỉnh đổi ý thức, phải thay đổi cái suy nghĩ ha, đừng để cái ý thức nó tham gia nó làm chúng ta khổ đau, đó là cái người có tu, được chưa? Rồi hôm nay dừng đây hết bài ha, mừng quá. À, bây giờ nằm mời quý vị đứng lên ngồi trước. Nguyện đêm trong đức này hướng về căn đất gà để từ là chúng sanh điều